Em xin chào ở nhà nhé. Vậy là hôm nay thì cũng đã là ngày 25 Tết rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta lại bắt đầu bước sang một năm mới, một năm 2021 với nhiều dự định mới. Và em đã kết thúc phiên bán hàng online gửi đi xa. Và vài ngày tới đây thì cũng bởi không có gì làm nên là em còn lấy một ít, đó chính là cái hàng thanh long này, về để thứ nhất là phục vụ nhu cầu của mình, và thứ hai là nếu mà còn dư ra thì em cũng sẽ để chia sẻ cho một số những bác yêu thích cái dòng thanh long. Thực ra thanh long này Tết thì các bác chắc chắn là nhà nào cũng có thể là dùng đến, bởi vì sao ạ? Bày những cái mâm ngũ quả là mình thường người ta vẫn hay trưng bày bằng thanh long, bởi vì quả nó vừa đẹp và thứ hai là cái này ấy, nó màu đỏ đấy, thanh long màu đỏ này đấy, nó đem đến sự may mắn á. Hàng hôm nay thì đây là cái hàng mà bác em gửi từ trong Bình Thuận ra. Hàng này thì cắt luôn từ trên cây và gửi trực tiếp ra bên em, nên thành ra là nó rất là tươi, ngon và không sử dụng bất cứ chất bảo quản nào nhá. Hàng về rất là đẹp đấy, hàng vừa mới về chiều nay em cũng đã test thử một số rồi. Quả ngon và tươi rất là ngon. Hàng thì có hai loại. Cái loại mà bày mâm ngũ quả ấy thì chính là cái loại mà trước mặt các bác này. Cái loại này người ta gọi là loại 1. Hàng bày mâm ngũ quả nên là cái quả nó sẽ to hơn, và thứ hai là những cái tai ấy, những cái tai thanh long này nó sẽ không bị dập đấy, và nó rất là xanh tươi như thế này. Hàng rất là xanh nhá, gửi từ trong đấy ra đây mấy hôm nhưng mà nó rất là xanh. Thường thì ở ngoài thị trường, hôm vừa rồi mẹ em có đi ra mua một ít thanh long về để thắp hương, nhưng mà nghĩa là ở ngoài ấy, người ta bán, người ta để lâu quá ấy, nó héo, mình chọn mãi không chọn được một cái quả nào. Và thứ hai cái tai của nó nhìn nó cứ nó không được tươi như thế này đâu. Các bác nhìn này, cái tai nào ra tay lấy luôn. Đấy. Này mình bày mâm ngũ quả rất là xinh và đẹp. Đấy, nhìn nó rất là đẹp. Hàng này là hàng loại 1 nhá. Quả to và thứ hai nó tai nó đẹp hơn. Loại này thì em bán là 30.000 một cân. Thực ra cũng tham khảo giá ngoài thị trường rồi. Nên là cái giá này là thanh long nó vừa ngon mà nó không sử dụng chất bảo quản này ạ. Đấy, 30.000 một cân. Cái thanh long này, thanh long loại 1 nhá. Cái hàng mà hàng để bày mâm ngũ quả đấy. Đấy, còn cái loại thứ hai tại sao lại chia làm hai loại? Loại thứ hai là để các bác ăn đấy, để mọi người ăn. Thì cái loại các bác lấy cái loại quả nhỏ nhỏ hơn. Đấy, quả nhỏ hơn một chút xíu này này. Đấy, quả nhỏ nhưng mà ăn cũng rất là tươi và ngon. Chẳng qua là cái mẫu mã mình bày mâm ngũ quả thì nó sẽ không đẹp bằng cái loại 1 thôi. Còn cái loại này thì bán với giá là 20.000 đồng một cân. Đấy. Ra hôm vừa rồi mua ở ngoài, mua hàng thanh long về ăn nó đã rơi từ 25 đến 30.000 rồi. Hàng này thì bán có 20.000. Đấy, mua chủ yếu là dùng dần, Tết mà rảnh rảnh mà không có gì ấy, thì lại mang thanh long ra ăn. Bởi vì ăn cái này nó vừa thanh lọc cơ thể mà ăn nó rất là mát, dòng thanh long này ăn rất là mát luôn. Đấy, cái này là 20.000 đồng một cân nhá. Đấy. Đây mọi người, vừa mới về, hàng mới về chiều nay nhá. 20.000 đồng một cân. Cái loại thứ hai, còn loại 1 là 30.000 một cân. Một thùng này quy cách đóng sẽ là 14 cân nhá. 14 cân. Bạn nào mà lấy được cả thùng ấy, ai mà lấy được cả thùng thì sẽ giảm cho 50.000 trên một thùng. Tức là 14 cân mà nhân theo cái giá thực tế của từng loại, và nếu mà lấy cả thùng 14 cân sẽ được giảm cho 50.000 một thùng nhá. Đấy, có thể mua về để chia sẻ cũng được, tại vì sao cái hàng này thì một mâm ngũ quả sử dụng ít nhất từ 3 đến 5 quả, nhìn rất là đẹp. Đấy, cái dòng thanh long. Đây là dòng thanh long ở Bình Thuận. Dòng này thì rất là nổi tiếng rồi. Đấy, năm nay thì bởi vì có bác ở trong đấy thì bác gửi ra, bởi vì hàng bảo là hàng ngon và hàng nó không giấm thuốc ấy, nên là cũng lấy ra để vừa phục vụ nhu cầu gia đình, và thứ hai là cũng nếu mà nhiều quá thì có thể chia sẻ. Bạn nào đấy thì có thể inbox cho em nhé.